hơn so với thăm trực tràng và siêu âm qua đường trực tràng. PSA càng cao thì khả năng phát hiện ung thư tuyến tiền liệt càng lớn. Hội tiết niệu toàn học Việt Nam thì khuyến nghị lấy trị số PSA bất thường là trên 4 nanogram trên 1 ml. Tuy nhiên ngay cả khi nồng độ PSA dưới 4 nanogram trên 1 ml thì cũng có tỷ lệ nhất định mắc ung thư tuyến tiền liệt. Tỷ lệ PSA tự do trên PSA toàn phần là một thông số được sử dụng rãi trong lâm sàng để phân biệt giữa tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt và ung thư tuyến tiền liệt. Tỷ lệ này được sử dụng trong trường hợp nồng độ PSA toàn phần từ 4 đến 10 và thăm trực tràng không có dấu hiệu nghi ngờ. Bằng chứng là với trường hợp tỷ lệ PSA tự do trên toàn phần dưới 0,1 thì còn tới 56% sinh tiết phát hiện ung thư tuyến tiền liệt, trong khi khi trị số này là trên 25% thì chỉ có 8% sinh tiết phát hiện ung thư. Về mặt chẩn đoán hình ảnh, siêu âm qua trực tràng hình điển hình của tổn thương ung thư tuyến tiền liệt là ổ phổi, ổ giảm âm ở vùng ngoại vi có giá trị trong ứng dụng trong sinh tiết tuyến tiền liệt. Siêu âm qua bụng thì định hướng chẩn đoán và đánh giá di căn. Cộng hưởng từ tuyến tiền liệt góp phần chẩn đoán, định hướng sinh tiết và đánh giá mức độ xâm lấn của u vào tổ chức xung quanh và hạch vùng dựa trên các tổn thương của vùng ngoại vi và vùng chuyển tiếp, mà tổn thương của cộng hưởng từ của tuyến tiền liệt chia thành 5 mức độ từ PRAT 1 đến PRAT 5, trong đó PRAT 1, 2 thì khả năng phát hiện ung thư rất thấp, không nên sinh tiết, và PRAT 4, 5 thì khả năng phát hiện ung thư qua sinh tiết lên đến 90%. Chụp các lớp vi tính có giá trị đánh giá di căn hạch và xâm lấn tại chỗ, xạ hình xương để đánh giá di căn xương. Chụp PET CT phát hiện chính xác các di căn tái phát, đánh giá hiệu quả của pháp điều trị nọc quẹt xạ trị. Sinh tiết tuyến tiền liệt là tiêu chuẩn vàng để khẳng định ung thư tuyến tiền liệt. Chỉ định sinh tiết dựa trên cơ sở nồng độ PSA cao và hoặc nghi ngờ khi thăm trực tràng. Với các điều kiện PSA làm lại xét nghiệm sau 1 tháng với các điều kiện tiêu chuẩn như là không xuất tinh, không làm thủ thuật như là sông liệu đạo bằng quang, không soi bằng quang hoặc các đốt nội soi qua đường liệu đạo, không thăm trực tràng và không nhiễm trùng tiết niệu. Số mẫu lý tưởng để sinh tiết là từ 10 đến 12 mẫu. Sinh tiết lặp lại được đặt ra khi PSA tăng và hoặc là cao liên tục, thăm trực tràng có nghi ngờ hoặc kết quả sinh tiết lần trước là tăng sinh dạng nang nhỏ không điển hình hoặc tân sinh trong biểu mô u tuyến lan tỏa. Tuy nhiên vấn đề sinh tiết lần 3 hoặc nhiều hơn thì không được khuyến cáo. Một số biến chứng có thể xảy ra khi sinh tiết như là tinh dịch có máu hoặc đáy máu hoặc chảy máu trực tràng hoặc sốt. Đây là sơ đồ hướng dẫn đánh giá xét nghiệm PSA và tiến hành sinh tiết tuyến tiền liệt. Về mặt mô bệnh học, phân độ tổn thương mô bệnh học của ung thư tuyến liệt theo thang điểm Gleason hiện nay được ứng dụng rộng rãi trong lâm sàng để lập kế hoạch cho việc đánh giá điều trị, tiên lượng và theo dõi. Độ mô điểm Gleason được là tổng của độ mô học Gleason chiếm ưu thế nhất và nhì trên tiêu bản. Theo thang điểm này thì điểm Gleason có giá trị từ 2 đến 10 điểm và hiệp hội quốc tế thì phân ra làm 5 mức độ. Độ 1 là Gleason dưới 7 điểm, còn độ 5 là từ 9 đến 10 điểm. Độ Gleason càng cao tức là mức độ biệt hoặc tế bào càng kém và tiên lượng thì càng xấu. Đánh giá giai đoạn của ung thư tuyến liệt dựa trên các tiêu chí, thứ nhất là về khối u nguyên phát tùy thuộc vào u còn ở một thùy hay là phát triển sang hai thùy, hoặc là đã phớ vỡ bọ bao hoặc xâm lấn các tổ chức lân cận như là cổ bằng quang, túi tinh, trực tràng hay là thành chậu, dựa vào căn cứ và đã di căn hạch hay là di căn xa. Ta có bảng phân loại giai đoạn của ung thư tuyến liệt như sau ạ. Về mặt điều trị, nguyên tắc điều trị ung thư tuyến tiền liệt là chẩn đoán, đánh giá trước điều trị, ước tính thời gian sống thêm, phân nhóm nguy cơ, xác định mục tiêu và kế hoạch điều trị. Nếu thời gian sống thêm của bệnh nhân ước tính dưới 5 năm không triệu chứng lâm sàng thì không cần xử trí thêm. Phân nhóm nguy cơ, bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt được phân thành các nhóm nguy cơ từ rất thấp đến nguy cơ rất cao, tùy thuộc vào ung nguyên phát, điểm Gleason qua sinh tiết và giá trị của PSA. Các phương pháp điều trị bao gồm phẫu thuật, xạ trị, điều trị nội tiết, điều trị hóa chất. Về mặt phẫu thuật, chỉ định cắt toàn bộ tuyến tiền liệt được đặt ra khi ung thư giai đoạn khu trú từ T1, T2, chưa có di căn hạch, thời gian kỳ vọng sống thêm trên 10 năm, không có bệnh lý nặng đi kèm như tim mạch hay tiểu đường, điểm Gleason nhỏ hơn bằng 8 ở PSA dưới 20. Kết quả cho thấy bệnh nhân sống trên 10 năm khỏi bệnh hoàn toàn từ 70 đến 80% tùy tác giả. Nếu ung thư vượt ra khỏi bao tuyến 1 điểm thì cuộc sống khỏi bệnh sau 10 năm và 5 năm lần lượt là 80% và 75%. Nguyên tắc phẫu thuật là cắt toàn bộ tuyến tiền liệt, túi tinh và bóng cầu dẫn tinh, nạo vét hạch từ hạch chậu vịt đến chỗ chia đôi của động mạch chậu trung, bảo tồn bó mạch thần kinh cương tối đa có thể. Phương pháp phẫu thuật thì có thể là mổ nội soi hoặc mổ mở qua đường sau xương mu hoặc qua đường đáy chậu, mổ nội soi qua phúc mạc hoặc là ngoài phúc mạc hoàn toàn, có thể cùng dùng robot để hỗ trợ. Phẫu thuật này thì chỉ định tùy thuộc vào kinh nghiệm phẫu thuật viên cũng như căn cứ vào toàn trạng của người bệnh. Riêng với đường mổ qua vùng đáy chậu thì nên được khuyến khích cho ung thư giai đoạn khu trú và chắc chắn là về sinh tiết hạch chậu trước mổ âm tính. Một số tai biến có thể gặp trong phẫu thuật đó là tổn thương trực tràng, tổn thương niệu quản, chảy máu nặng. Sau phẫu thuật có thể gặp viêm tắc tĩnh mạch hoặc đáy rỉ hoặc liệt dương. Phương pháp điều trị thứ hai, phương pháp xạ trị nguyên tắc phụ thuộc vào nguy cơ tái phát, thời gian kỳ vọng sống thêm, mục đích điều trị triệt căn hay điều trị giảm nhẹ.
và khi bệnh nhân không có đủ sức khỏe để phẫu thuật, có thể xạ trị chiếu ngoài vòng chậu áp dụng cho u giai đoạn T4 xâm lấn túi tinh di căn hạch chậu, người bệnh thuộc nhóm nguy cơ cao hoặc di căn hạch trên 15%. Ưu điểm của xạ trị là không bị những tai biến liên quan đến phẫu thuật như đã nói kể trên, áp dụng cho bệnh nhân ở tất cả các độ tuổi, tỷ lệ tiểu không kiểm soát sau mổ sau điều trị thấp và đến 50-65% bệnh nhân còn duy trì được chức năng sinh dục. Nhược điểm có thể xảy ra khi điều trị xạ trị đó là có thể gây viêm bàng quang, đáy máu, sơ hẹp niệu đạo, viêm trực tràng, viêm hậu môn. Thời gian điều trị thì kéo dài 7-8 tuần. Phương pháp xạ trị thứ hai là xạ trị khu trú vào tuyến tiền liệt, áp dụng cho u giai đoạn T1, T2, chưa di căn hạch, chưa xâm lấn túi tinh, người bệnh thuộc nhóm nguy cơ thấp đến trung bình hoặc nhóm nguy cơ cao nhưng đang điều trị nội tiết kèm theo, hoặc phối hợp các liệu pháp ức chế androgen ở bệnh nhân ung thư tuyến liệt di căn xương. Phương pháp điều trị thứ ba của xạ trị đó là cấy hạt phóng xạ điều trị áp sát. Đây là phương pháp đưa các hạt phóng xạ kích thước nhỏ phát tia gamma năng lượng thấp vào trong tổ chức khối u. Phương pháp này thì có tác dụng tiêu diệt tế bào u tại chỗ mà không hoặc là ít là ảnh hưởng đến tổ chức lành xung quanh. Thời gian tác dụng không quá dài nên không cần phải lấy ra. Phương pháp này điều trị ít biến chứng, chức năng sinh lý ít bị ảnh hưởng, chỉ định cho nhóm nguy cơ thấp và nguy cơ trung bình. Với nhóm nguy cơ thấp thì cái hạt phóng xạ điều trị áp sát đơn thuần, còn nguy cơ trung bình thì phối hợp với xạ trị chiếu ngoài hoặc điều trị nội tiết. Phương pháp điều trị thứ ba là phương pháp điều trị nội tiết là dùng các thuốc chống lại sự hoạt động của androgen và sự tăng sinh của tuyến tiền liệt cùng nội tiết tố và những chất không phải nội tiết tố. Đây là tiêu chuẩn vàng trong điều trị ung thư giai đoạn tiến triển. Chỉ định chung thứ nhất là ung thư giai đoạn tiến triển tại chỗ T3, T4, bệnh nhân có triệu chứng u lan rộng tại chỗ PSA trên 25 hoặc ung thư đã di căn, hạch có di căn xa. Đây là liệu pháp điều trị tiêu chuẩn, đặc biệt đối với bệnh nhân có triệu chứng. Điều trị nội tiết bao gồm cắt tinh hoàn là dùng các thuốc kháng androgen và dùng các thuốc ức chế tổng 1 hormone sinh dục nam. Với cắt tinh hoàn thì có thể cắt tinh hoàn bằng ngoại khoa hoặc nội khoa. Đối với cắt tinh hoàn ngoại khoa thì tiến hành cắt toàn bộ tinh hoàn hoặc là bóc tủy tinh hoàn. Ưu điểm là có thể làm giảm ngay lượng testosterone trong máu xuống dưới 10% trong 24 giờ. Chi phí điều trị thấp với hiệu quả tương đương dùng thuốc, nhưng mà bệnh nhân thì phải nằm viện, có thể gây sang chấn tâm lý. Cắt tinh hoàn bằng thuốc là hiệu quả tương đương phẫu thuật, chất lượng sống tốt, không phải nằm viện nhưng chi phí điều trị cao và kéo dài. Có thể dùng các thuốc nhóm estrogen hoặc các thuốc đồng vận NHRH hoặc các thuốc đối vận với NHRH. Các thuốc đồng vận với NRH thì có thể gây ra một số hiện tượng bùng phát bệnh một số ngày đầu với sự gia tăng của LH và testosterone trong máu. Còn các thuốc đối vận với NRH thì ít gây, không gây hiện tượng bùng phát như thuốc trên, nhưng mà ưu tiên cho các trường hợp di căn xương có chèn ép tủy hoặc là các trường hợp mà có triệu chứng rầm rộ cần phải kiểm soát nhanh. Đây là một số phác đồ nội tiết hiện có. Với các trường hợp ung thư tuyến liệt tiến triển tại chỗ, di căn hạch hay di căn xa có triệu chứng hoặc không thì liệu pháp cắt tinh hoàn nội khoa hay ngoại khoa thì đều làm giảm xuất hiện các triệu chứng, giảm xuất hiện các triệu chứng nặng và giảm các biến chứng nặng nên để kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân. Thứ hai là các thuốc kháng androgen bao gồm các thuốc steroid và không steroid. Các thuốc steroid hiện nại thì ức chế kép nên cả thụ thể androgen tại tuyến tiền liệt và ức chế ngược trên trường nội tiết ngày nay ít được sử dụng vì có tác dụng phụ lên tim mạch và chức năng gan. Còn các thuốc kháng androgen không steroid thì chỉ tác dụng tại với thụ thể của androgen ở mô tuyến tiền liệt, không tác dụng lên trục nội tiết. Về mặt lý thuyết thì sử dụng kháng androgen không steroid trong đơn trị liệu giúp cải thiện chất lượng sống và tuân thủ điều trị hơn là cắt tinh hoàn vì không làm giảm lượng testosterone trong máu và đảm bảo được chức năng sinh dục. Phương pháp này có thể dùng đơn trị liệu đầu tay thay cho cắt tinh hoàn ở bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt tiến triển tại chỗ với các trường hợp hoặc là các trường hợp PSA tăng trở lại sau khi phẫu thuật xạ trị triệt căn. Các thuốc ức chế tổng hợp nội tiết tố nam hiện nay chỉ được dùng trong các trường hợp ung thư tuyến liệt giai đoạn kháng cắt tinh hoàn. Một số lưu ý khi điều trị nội tiết. Các phương pháp nội tiết thì kết hợp bao gồm cắt tinh hoàn và thuốc kháng androgen thì cho hiệu quả không hoặc ít cải thiện so với cắt tinh hoàn đơn thuần. Những trường hợp có nguy cơ bùng phát mạnh các triệu chứng khi sử dụng thuốc đồng vận NHRH cần phải được điều trị bằng thuốc kháng androgen ít nhất 7 ngày. Không khuyến cáo điều trị ngắt quãng cho ung thư tuyến tiền liệt di căn và kết hợp giữa nội tiết và xạ trị cho kết quả tốt hơn là xạ trị đơn độc. Không khuyến khích điều trị bổ trợ bằng nội tiết trước phẫu thuật triệt căn. Ở người bệnh đã di căn hạch sau phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt triệt căn, điều trị thuốc kháng androgen sớm và liên tục có bằng chứng cải thiện thời gian sống thêm so với nhóm trì hoãn không dùng thuốc kháng androgen. Phương pháp hóa trị điều trị hóa chất trong ung thư tuyến liệt thì không bao giờ là phương pháp được lựa chọn bước đầu vì loại ung thư này thường nhạy cảm với nội tiết. Chỉ định với ung thư tuyến liệt kháng nội tiết rõ và PSA tăng sau 2 lần thử liên tiếp hoặc trên 5 nanogram trên ml. Mục đích của điều trị hóa chất trong ung thư tuyến tiền liệt kháng nội tiết là nhằm kéo dài thời gian sống còn, trì hoãn diễn biến bệnh và cải thiện chất lượng sống.
Đây là số phác đồ điều trị hóa chất hiện nay. Điều trị hóa chất kết hợp với kháng androgen trong điều trị ngay từ đầu với ung thư tuyến tiền liệt di căn có cải thiện thời gian sống thêm so với điều trị androgen đơn thuần, đặc biệt rõ rệt ở nhóm người bệnh có nguy cơ cao được xác định là có di căn tạng hoặc là di căn xương. Một số thuốc khác như là thuốc chống ủy xương làm giảm triệu chứng và tần suất có biến cố liên quan đến di căn xương hoặc thuốc điều trị miễn dịch hoặc các dược chất phóng xạ. Chăm sóc giảm nhẹ khi ung thư đến giai đoạn không thể phẫu thuật triệt căn thì việc chăm sóc giảm nhẹ được đặt ra nhằm điều trị giảm nhẹ cho bệnh nhân. Nguyên tắc phối hợp là đa mô thức, có thể phẫu thuật xạ trị chiếu ngoài, điều trị nội khoa và chăm sóc tâm lý. Về mặt phẫu thuật, giải phóng chèn ép do u hoặc cho di căn, đưa niệu quản ra, đặt di hoặc dẫn lưu thận, dẫn lưu bàng quang và cốt đốt u qua đường điều đạo. Điều trị nội khoa là dinh dưỡng nâng cao thể trạng, giảm đau, kết hợp hóa chất và hoặc nội tiết. Đây là một số phác đồ điều trị ung thư tuyến tiền liệt tóm tắt lại theo hướng dẫn của Bộ Y tế đối với nhóm nguy cơ thấp và rất thấp. Đây là nhóm phác đồ điều trị cho nhóm nguy cơ trung bình. Đây là phác đồ điều trị cho nhóm nguy cơ cao, nguy cơ rất cao và di căn hạch. Đây là phác đồ điều trị ung thư tuyến tiền liệt di căn nhạy cảm với liệu pháp cắt tinh hoàn. Đây là phác đồ điều trị ung thư tuyến tiền liệt kháng cắt tinh hoàn. Đây là phác đồ điều trị PSA tăng sau phẫu thuật hoặc xạ trị triệt căn. Theo dõi sau điều trị, sau phẫu thuật hoặc xạ trị triệt căn thì xét nghiệm PSA mỗi 3-6 tháng trong vòng 5 năm, sau đó mỗi 6 tháng đến 1 năm. Thăm trực tràng hàng năm có thể không cần nếu PSA bình thường. Nếu có di căn hạch hoặc sau phẫu thuật có nguy cơ cao thì khám lâm sàng xét nghiệm PSA mỗi 1-3 tháng, xạ ảnh xương mỗi 6-12 tháng hoặc khi có triệu chứng. Theo dõi sau điều trị ức chế androgen, khám lâm sàng xét nghiệm PSA 1-3 tháng một lần, định lượng testosterone 3-6 tháng một lần, xạ ảnh xương mỗi 6-12 tháng hoặc khi có triệu chứng. Người bệnh này được sàng lọc đái tháo đường, rối loạn mỡ máu cũng như định kỳ kiểm tra bổ sung vitamin D và canxi. Tóm lại là ung thư tuyến tiền liệt là một bệnh khá phổ biến và có xu thế tăng lên theo tuổi, cần phát hiện sớm và điều trị hiệu quả bằng các phẫu thuật hoặc là xạ trị triệt căn. Giai đoạn di căn cần điều trị nội tiết để duy trì và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh, và việc lựa chọn các phương pháp điều trị cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Và trở về của em đến đây hết. Xin cảm ơn thầy cô và quý đồng nghiệp. Vâng, xin